Video này thì em giới thiệu đến quý anh chị 3 mẫu bếp ga. Những cái chiếc bếp cơ bản độ bền cao, mặt men full tính năng, mặt kính full tính năng. Những cái chiếc bếp rất là đẹp sẵn hàng tại kho nhà em. Và quý anh chị nào mà đang có nhu cầu muốn mua bếp bãi và tìm hiểu các cái tính năng an toàn của bếp Nhật thì mọi người đón xem video này của em nhé. Bếp Nhật thì sở hữu các cái tính năng an toàn, mọi trường hợp tắt lửa thì đều sẽ khóa ga. Các bác nếu như mà kho cá kho thịt có không có tại vị trí bếp cũng không lo cháy nồi, vì nước cạn thì bếp sẽ tự động tắt lửa, và tắt lửa xong thì sẽ khóa ga luôn. Chiếc bếp đầu tiên em giới thiệu đến quý anh chị là một chiếc bếp đến từ thương hiệu Paloma. Mặt men phía trên màu đen nhá. Mặt men thì rất là dễ vệ sinh này, dễ lau chùi. Các bác khi mà nấu nướng những cái vết bẩn nó đọng trên mặt bếp thì mình chỉ cần dùng cái khăn cái rẻ mình lau qua đi thì bếp sẽ sạch nhanh chóng. Bo chiên lửa chiếc này thì sẽ là bằng đồng, bo chiên lửa bằng đồng nhá. Đây, còn rất là đẹp luôn. Còn vuông thành sát cạnh này, chiên lửa của nó chưa có gãy một cái chiếc răng cưa nào. Họng của nó thì sẽ có tâm cảm biến nhô lên như thế này, tâm cảm biến chạm đáy nồi. Đo được nhiệt độ nồi lên đến 200 độ thì sẽ nhỏ vùng lửa, và 250 độ thì sẽ tắt lửa khóa ga. Màu trắng nên nó là kim đánh lửa, Thụy Ngân chống trào. Nước trào ra vào cái họng bếp, vào cái cảm biến Thụy Ngân này thì bếp sẽ tắt lửa, và tắt lửa xong thì sẽ khóa ga luôn. Hai vùng nấu phía trên, một chiếc lò nướng ở phía dưới, tiện lợi để quý anh chị có thể vừa nấu vừa nướng được nhé. Bên trên thì mình nấu canh, kho cá, bên dưới thì mình nướng thịt, nướng tôm, nướng mực. Đấy, rất là tiện lợi lò nướng đây các bác nhá. Lò nướng một tầng lửa thì rộng rãi thoải mái. Các bác đang xem nội thất của cái chiếc lò nướng này ạ. Chiếc bếp số 1 sử dụng công tắc nút vặn là công tắc bật bếp này, mình bật bếp ở đây nhá. Công tắc nút vặn nút vặn thì thân thuộc với chị em phụ nữ, với các bà các mẹ, và có phím 3S hỗ trợ nấu lửa liên tục, tắt cái chế độ cảm biến chống cháy nồi đi. Này, phù hợp cho quá trình các bác chiên rán, chiên xào mà không bị lửa tắt. Biểu tượng hình con cá ở đây là cái túc năng của lò nướng. Chiếc bếp Paloma sử dụng IC để đánh lửa nên là sẽ cần một đôi pin đại làm nguồn. Khi mua hàng thì nhà em sẽ kèm cho các bác một đôi pin mới để các bác có pin để test bếp lúc nhận hàng và sử dụng trong thời gian đầu. Khay chứa pin thì luôn luôn nằm ở bên góc trái. Chiếc bếp số 1, thành vách của chiếc này em quay cận cảnh lên cho các bác xem nhé. Hình thức bếp còn rất là đẹp, còn cực kỳ đẹp luôn. Chưa có bị bóp méo, cũng chưa có bị hoen dỉ ở đâu. Chiếc bếp số 1 đến từ thương hiệu Paloma, mặt men. Em bán chiếc này với giá 2,1 triệu đồng, bao ship, bảo hành 12 tháng và đồng hành trọn đời bếp ạ. Sang mã tiếp theo, em giới thiệu đến quý chị chiếc bếp đến từ nhà Zinai. Dòng mặt men phía trên màu vàng sữa, màu vàng cát rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Bo chiên lửa chiếc này thì sẽ là bằng hợp kim nhôm nguyên khối này, còn vuông thành sát cạnh nhá. Đấy, còn cực kỳ đẹp luôn. Họng của nó thì sẽ có tâm cảm biến chạm đáy nồi. Đây, tâm cảm biến nhô lên như thế này, tâm cảm biến hai bên như nhau. Đo được nhiệt độ nồi lên đến 200 độ thì nhỏ lửa, 250 độ thì tắt lửa và khóa ga. Đấy, kim đánh lửa màu trắng này, Thụy Ngân chống trào này. Đấy, phần phía trên là cái phần thoát hơi nhiệt của lò nướng ở phía dưới nhá. Đấy, hai bếp thì sẽ có hai cái bo chiên lửa khác nhau, nó không giống nhau đâu các bác nhá. Bếp bên nào thì đặt được ở bên đấy thôi, và cái chế độ lửa nó cũng khác nhau. Ví dụ như bếp bên trái thì là hai ngọn lửa thì bếp bên này sẽ nhỏ hơn bếp bên phải thì ba ngọn lửa. Ngoài các cái tính năng nấu nướng cơ bản thông thường thì chiếc bếp số 2 đến từ nhà Zinai này còn có thêm những tính năng khác. Ví dụ như bếp bên trái thì sẽ có chế độ tự động nấu cơm, tự động nấu cháo, đồng hồ hẹn giờ, là chế độ tự động nấu nước. Và bếp bên phải bên này thì sẽ cài đặt được nhiệt độ chiên rán từ 160, 180 lên đến 200. Phím 3S hỗ trợ nấu lửa liên tục, tắt cái chế độ cảm biến chống cháy nồi đi. Lò nướng hẹn giờ được 15 phút và lò nướng 2 tầng lửa tiện lợi để các bác nướng hàng ngày, rất là tiện lợi luôn. Đấy, nội thất lò nướng cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đây, nội thất lò nướng cực kỳ đẹp luôn. Công tắc phím đề là công tắc bật bếp, điều chỉnh cần gạt to nhỏ ở đây. Khay chứa pin thì nằm ở bên góc trái nhá. Đấy, rất là tiện lợi, thương hiệu Zinai, phím đề dạ quang. Đấy, phím đề dạ quang, điều chỉnh cần gạt to nhỏ ở đây. Thành vách chiếc này em quay cận cạnh để cho các bác xem này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn, chưa có bị bóp méo, cũng chưa có bị hoen dỉ ở đâu. Đấy, chiếc bếp số 2 rất là đẹp, màu vàng sữa. Là màu vàng cát này, màu vàng cát. Đứng xa ra một chút thì nó sẽ là màu như thế này này. Đấy, màu như thế này các anh chị nhá. Còn đứng gần thì là do ánh sáng bóng điện chiếu vào thì nó sẽ có cái màu nó hơi vàng vàng. Kiềng thì sẽ là bằng hợp kim thép chắc chắn này. Đấy, kiềng bằng hợp kim thép chắc chắn, chịu được trọng lượng lên đến 30 cân, rất là đẹp. Một chiếc bếp cực kỳ đẹp đến từ nhà Zinai, màu vàng cát. Số 2 em bán chiếc này với giá 3,2 triệu đồng, bao ship, bảo hành bếp là 12 tháng và đồng hành trọn đời bếp ạ. Qua mã tiếp theo,
Quý anh chị nào mà đang cần tìm mua một chiếc bếp Zinai mặt kính màu tối thì đây là một cái chiếc bếp cực kỳ xuất sắc này. Mặt kính ánh kim tuyến màu xám cho phía trên. Bo trên lửa chiếc này thì sẽ là bằng đồng này. Đấy, đầu đồng còn sáng còn rất là đẹp, còn vuông thanh sát cạnh này, chưa có gãy một cái chiếc răng cưa nào cả. Còn rất là đẹp. Phần phía trên là cái tấm chắn thép để chắn dầu mỡ, che cái phần dầu mỡ nó bị họng nó bắn vào bên trong. Đấy, tâm cảm biến hai bên như nhau, đầu đồng cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Này, đầu đồng cực kỳ đẹp luôn. Phần phía trên là phần thoát hơi nhiệt của lò nướng ở phía dưới. Kiềng bằng hợp kim thép chắc chắn này. Đấy. Một chiếc bếp full tính năng. Bếp bên trái thì sẽ có phím 3S hỗ trợ nấu lửa liên tục, tắt cái chế độ cảm biến chống cháy nồi đi. Bếp bên phải bên này thì sẽ cài đặt được nhiệt độ chiên rán từ 140, 160, 180 lên đến 200. Biểu tượng hình ấm nước ở đây là chế độ tự động nấu nước và chế độ tự động nấu cơm, tự động nấu cháo. Hẹn giờ bếp nấu có một cái bên một trái một cái bên phải, tức là hẹn giờ được bếp nấu bên trái, hẹn giờ được bếp nấu bên phải và hẹn giờ được cả lò nướng nữa. Mình điều chỉnh thời gian ở đây, cộng là tăng, giảm là trừ. Ví dụ như bếp nấu thì chúng ta có thể hẹn tối đa được là 90 phút, còn bếp nướng thì chúng ta hẹn tối đa là 15 phút. Lò nướng trước này cũng là lò nướng 2 tầng nữa. Đây, lò nướng 2 tầng nữa cực kỳ đẹp luôn nhá. Rất là đẹp. Lò nướng 2 tầng nữa tiện lợi để các bác có thể vừa nấu vừa nướng được. Bên trên thì mình nấu, bên dưới thì mình nướng. Tiết kiệm cho chúng ta một cái khoảng thời gian, có thêm cái thời gian để chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, chăm sóc gia đình, con cái. Và đặc biệt là không mất tiền mua thêm một chiếc lò nướng khác. Thứ hai là không mất cái diện tích để cái chiếc lò nướng đấy. Cực kỳ tiện lợi luôn, đúng không ạ? Nướng trong những cái chiếc lò nướng như thế này thì thực phẩm của chúng ta vừa vàng giòn ở bên ngoài nhưng lại mọng nước ở bên trong, cực kỳ ngon luôn. Đấy, chiếc bếp Zinai sử dụng phím đề là công tắc bật bếp, điều chỉnh cần gạt to nhỏ ở đây nhé. Chiếc Zinai số 3 màu đen, đấy, màu xám cho, hơi đen một chút, đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đó, chiếc bếp số 3, chiếc bếp này thì em bán với giá 4 triệu đồng, bao ship, bảo hành bếp là 12 tháng và đồng hành chọn nơi bếp. Thì đây là 3 chiếc bếp mà em đã giới thiệu và báo giá với quý anh chị trong video ngày hôm nay. Quý anh chị nào mà có nhu cầu muốn mua bếp bãi, cần tư vấn và cần chọn bếp, cần chọn mẫu thì mình có thể kết nối với em. 0982035091 là số của em ạ. Kho hàng nhà em thì tại Triệu Sơn, Thanh Hóa. Các bác gần nhà em thì mọi người qua nhà em xem hàng, xem bếp trực tiếp. Ai ở xa thì em ship hàng toàn quốc nhé, nhà em ship miễn phí luôn ạ. Bếp thì sẽ được bảo hành cho quý anh chị là 1 năm luôn nhé. Đấy, đồng hành chọn đời bếp luôn. Nhà em thì sẵn rất là nhiều bếp tại kho, nên là quý anh chị nào mà đang có nhu cầu muốn mua bếp bãi và cần tư vấn thêm thì mọi người có thể kết nối với em nhé. Đấy. Cảm ơn mọi người đã đón xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo ạ.